Không được qua chốt vùng xanh, thanh niên chém đứt gần tay người trực chốt. Ngày 30 tháng 8, Công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự một đối tượng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích. Trước đó, sáng ngày 29 tháng 8, Hoàng Quang Trung, 41 tuổi, ngụ số nhà 101-10A Bắc Sơn, phường 11, thành phố Vũng Tàu, điều khiển xe máy đến chốt kiểm soát COVID-19 tại đầu hẻm 36 đường Bắc Sơn, phường 11 thì gặp các ông Nguyễn Hùng, Nguyễn Quang Hưng và Phạm Thanh Hải, tình nguyện viên tổ COVID-19 cộng đồng phường 11 đang trực chốt bảo vệ vùng xanh. Tại đây, các thành viên tổ COVID cộng đồng đề nghị Trung dừng xe, xuất trình giấy đi đường. Tuy nhiên, do Trung không có giấy đi đường nên được yêu cầu quay về nhà. Lúc này, Trung lùi xe rồi rút một con dao dài 30cm trong cặp để trên xe, lao vào chém nhóm người trực chốt. Hậu quả, ông Phạm Thanh Hải bị đứt gân ở tay trái, phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Vũng Tàu. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!